150 ạ. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục đi săn cua Hạ Long chơi các bạn ạ. Tham quan với lại vòng quay mặt trời các bạn nhé. Thì bây giờ xem là trong vòng quay mặt trời nó có những cái trò chơi gì. Đấy, thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng với anh em chúng tôi đi vào mua vé để chúng ta cùng nhau trải nghiệm qua với lại vòng quay mặt trời nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn. Lắng quá. Vòng vé đây. Thế bạn cho mình hai vé đi. À, có hai vé rồi. Rồi xin mời các bạn đi vào trước. Lắng quá, quên không mang mũ rồi. Rồi. Xem cua. Gà đại dương đây rồi. Sắp đến rồi. Hôm nay là thứ bảy cho nên là cuối tuần mà. Cho nên mọi người đi chơi rất là đông vui này các bạn này. Hôm nay rất là đông nhá. Mát đấy. Đây cả. Ở đây vé chỗ này ai? À vâng, rồi, đồng thuê. Ôi, đứng xếp hàng đấy các bạn ạ. Phải đợi đó. Đưa hết rồi em ạ. Anh giữ lại này à? Giữ lại làm gì? À đấy, cảm ơn em nhé. Rồi, mọi người đang di chuyển xuống cáp treo đây này các bạn này. Các bạn nữa là đây là hai em tôi bây giờ mới được vào trong đến cabin này này các bạn này. Các bạn thấy đông không? Một cái cabin này sức chứa của nó khá là đông đấy. Đến cabin này phải đến 100 người, 200 người. Đông. À thế là một cái này nó có hai tầng đấy. Đây là mình đang ở tầng trên. Còn lên dưới tầng cái pin tầng này, cái pin giờ ở đúng rồi, hai tầng. Hai tầng mà. Rồi bắt đầu có hành trình bắt đầu. Lật đi à? Lật mình. Nè chưa? Đây là công viên nước kìa các bạn ạ. Đẹp nhở, trên cao nhìn xuống đẹp nhở. Cầu ấy. Đấy, đến tầng cảnh núi rừng luôn. Nhìn đẹp chưa? Ờ, các bạn như vậy là chúng ta đã đến nơi rồi. Ấy. Vâng. Rất là đông các bạn ạ. Đi chỗ cái cabin của mình ngồi chắc phải tầm 100 người gì đấy. Đi nó cứ bồng bềnh rất là thích. Bây giờ đến đây rồi thì bây giờ xin mời chúng ta đây là đi xuống dưới này đi. Ồ. Trong này khá rộng. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào trong cửa này để xem ở bên trong này nó có những cái trò chơi gì. Rồi anh em mình đi đâu trước anh ơi? Bây giờ là anh em mình sẽ đi máng trượt trước. Máng trượt là ở dưới này. Nước hay là trượt khô anh như nào ấy? Trượt khô. Khô à? Ở đây là trượt khô đó, không biết nước bên kia. Ô trong này có cả trò chơi điện tử ấy đúng không anh? Đây đủ nhờ, tổ hợp bên đây đủ nhờ. Đây, cái này là cái gì đây? Đây là ngồi dây lái à? Em cũng không hiểu. À, cái này kiểu con robot đấy. Thấy chưa? Con robot nó chở con lên ngồi đấy. À. Đúng không? Hình robot. Đi, bây giờ mình đi sang đây. Đúng bên này là ăn uống này các bạn này. Đấy, ở đây có cả dịch vụ ăn uống đầy đủ các bạn nhé. Không thiếu một cái gì luôn.
Bán trượt đi đường nào hả anh? Trượt thì đây không hiểu là mình sẽ đi sư phá cổng này. Trong tí nữa nếu mà mình mà đi vòng quay ấy, thì mình lại đi lên trên này. Đi quay lên trên tầng 2 này. À, đi cầu thang này lên hả? Ừ. Hướng dẫn viên là vừa nãy là người ta chỉ như vậy. Đấy, đây. Đây là đây, trước mắt mình bây giờ chúng ta nhìn thấy cái vườn đấy rồi này. Rồi, bây giờ xem là tìm cái máng trượt sẽ đi đường nào nhỉ? Uầy. Uầy, vòng quay các bạn này. To chưa? Cổ rồi. Quá hết cả cổ rồi. Máng trượt chỗ nào anh? Đây, đây là đi, máng trượt đi vào trong này. Bên này, phong cảnh rất là đẹp này. Ủa, đây có phải hồ cá koi không phải? Ra xem có phải hồ cá koi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đúng rồi, đây là hồ cá koi đây các bạn này. Đấy, nhìn cá này bơi này. Đây, chúng ta vào đây tham quan cái hồ này trước đã. Ý, cá buồn màu buồn sắc luôn này. Rất là đẹp. Ồ, những lần đầu tiên em nhìn tận mắt thấy cá koi đấy. Hôm nay anh cũng được nhìn thấy. Nói chung là mọi lần nhìn thấy là toàn thế ở trên TV thôi. À, xong bên máng trượt. Máng trượt bên này. Đấy, hôm nay là tí nữa chú cũng ngồi máng trượt chưa? Thử xem nào, mình phải thể hiện, mình phải thử cảm giác xem chơi cảm giác nào, như nào. Một tiếng rồi đi chơi mà lại không thử thì không được không? Rồi, đây. Đi theo chân mọi người là chúng ta cùng đến máng trượt nhé các bạn nhé. Cầu quay. Lên cầu quay đó anh nhỉ? Ừ, lên chơi xem như nào. Để. Lại lên cầu quay đó, tí nữa nó chơi đâu kia sau. Cầu này khá cao. Ủa, nắng quá anh ơi. Nắng vậy? Lên đây. Trên này rất cao. Ôi, nhưng mà nó nắng nhưng mà được cái nó cao, nó mát. Mày lướt lên mà. Nó mát cực kỳ. Đấy, đi tham quan cho hết luôn. Cảnh đẹp chưa? À, nhìn này. Ê, về này. Đấy. Toàn cảnh luôn. Đứng bên này nhìn cũng không kém gì như kiểu là lúc mà mình ở trên cáp treo đâu. Vậy. Đưa 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 vậy thôi. À đây này, máng trượt đây này các bạn này. Đấy. Thì nữa là mình sẽ đi xuống hết cái cầu này xong đầu đi vòng luôn kia. À, đi lên máng trượt luôn. Rồi, bây giờ mình anh em mình đi vòng xuống dưới này để đi ấy đi, đi cầu trượt đi. Máng trượt. Mình vừa trên cái cầu coi đi xuống đây này. Thì bây giờ là một đường là đi ra kia xong rồi sang máng trượt. Sang bên này. Hay sang bên này tí nữa nhỉ. Thôi anh em mình đi sang máng trượt đi. Máng trượt á? Ừ. Thì cả giáo mạnh lâu lắm rồi không chơi trò chơi cả giáo mạnh biết như nào. Đi. Từ nãy giờ rồi chưa đi máng trượt suốt rồi. Rồi. Đi lên đây. Đấy, ta lại lên cái cầu này. Ê, cầu đấy đi vòng lại ấy. Đi vòng lại xong lại vòng xuống đường cầu coi này. Xong rồi đi sang. À. Đấy, mình vừa đứng trên cầu coi kia mình nhìn xuống được đấy. Đây. Đây rồi. Đây, chỗ này là cái chỗ đi máng trượt đây các bạn này. Để mình vào mình hỏi xem đấy nhé. Đây. Đi ra đây xem. Đi vòng đường này nhé. Đây em lấy cửa mở đây. À. Cửa mở đây. Mở nhưng mà phải hỏi ai chứ. Đây đây, vào đây hỏi mấy anh đây. À đây. Phòng mấy? Nếu có anh em sẽ sang bên kia em thông báo mọi người để mọi người giúp một nửa sang bên này để. Ở bên ở bên nào? Ở bên làn bên cạnh. Mình là ở bên làn 2 còn đối diện là làn 1. À, bán đây thế còn cái khu vườn Nhật Bản này huyền bí là ở chỗ nào nhỉ? Đây, anh đang đứng ở vườn Nhật Bản đây ạ. À đây vườn Nhật Bản à? Thế còn cái gì cái khu nhà huyền bí là ở chỗ nào? Đâu là huyền bí mình di chuyển trong nhà. À ở trong nhà. À vâng. Rồi, mình cảm ơn nhé. Vườn Nhật Bản. Rồi mình cảm ơn nhé. Mình cảm ơn nhá. Vâng các bạn.
Thế vậy là cái máng ở đây có hai máng, một máng 1 và máng 2, thì máng 1 này đang bị trục trặc, người ta đang sửa chữa. Thì khả năng bây giờ anh em tôi phải di chuyển sang bên máng 2 để đi máng chuẩn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên máng 2 này nhé. Phục vụ tận nơi, không thiếu gì. Chưa đi chơi mà nó kêu khát nước rồi. Ký chơi xong là không biết là như nào. Vâng thưa bạn, bây giờ là hai anh em chúng tôi là đang ở chỗ bên máng trượt 2. Đấy, và bây giờ là đang chuẩn bị, bây giờ mọi người cũng đang đợi đây rồi. Đấy, bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ đi vào trong này để chúng ta bắt đầu là ngồi máng trượt theo bạn nhé. Để thử cái cảm giác xem là nó như thế nào. Xem là nó có sướng không. Đây các bạn này, máng trượt đây này. Cái này là nó có cái cần kia là để mình điều khiển đấy, nhanh hay chậm ở cái cần đen đen này à. Đấy, hai người ngồi một máng, cũng có cả một người một máng đúng không? Ở đây người ta đập ra người ta đi một cái ra. Ừ. Thế mình có hai người thì đi một máng vậy, hay kiếm người nữa đi ba. Ôi trời ơi. Bây giờ vẫn là run các bạn ạ. Đi ôi nó lượn kinh khủng luôn. Nhưng mà rất tiếc rằng là hôm nay ấy, thì theo cái quy định của trò chơi ấy là mình lại không được phép mang máy quay đi, cho nên là mình không quay được lại cái cảnh mà hai anh em mình trượt. Ôi ôi. Sợ lắm, run. Bây giờ mình vẫn run đây, nhưng mà ở khu trò chơi nó có cái chụp tự động nhá các bạn nhá. Thì đây này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, chỉ được lấy ảnh thôi chứ không được ấy. Đấy, cái cảm giác của hai anh em ấy. Đấy, mặc dù là nói chung là sợ thì có sợ nhưng mà vẫn cứ sướng. Tích chú thấy thế nào? Tích không? Vui nhỉ. Em thấy là anh phải cho thêm cái đường băng có dài ra tí ngắn quá. Ôi giời ơi, anh nó thật là anh sợ tay vẫn run đến. Nhưng mà thôi, bây giờ là đi tích, bây giờ anh em đi đâu nhỉ? Bây giờ anh em mình đi lên vòng quay mặt trời đi. Vòng quay mặt trời à? Đây đi đường này. Bây giờ là ta đi lên vòng quay đi lên trên này. Vẫn run. Vẫn run à? Đi tích nhỉ? Ừ. Bây giờ cái nó hơi ngắn. Đấy em không lãng phát nào em cứ để thẳng tuột luôn đấy. Thằng nào cũng chạy. Thế. Tôi em không phanh ra đâu. Ngồi cảm giác chỉ văng ra ngoài. Cái đoạn mà nó vào cua ấy nhỉ. Ui ôi, em thấy cảm giác như kiểu là bị hâng ấy. Mà mình cảm giác kiểu là mình sắp rơi ra ngoài luôn. Nó quay ra ngoài rồi. Dùn. Đây, để đi vòng quay mặt trời thì ta phải đi cầu thang này lên trên tầng 2 các bạn ạ. Rồi. Không biết là vòng quay mặt trời này nó cảm giác nó có sợ như đấy không nhỉ? Em nghĩ là không, vì cái vòng quay mặt trời nó chỉ là cái quay rất bình thường này để cho mà mình nắm cái cảnh thôi. Nó từ từ chưa nó cảm giác mạnh rồi đúng không? Cái vòng quay mặt trời này là nó trên, anh biết nó cao anh biết không? Anh chưa đọc thông tin. Một trong hai cái vòng quay lớn nhất của Việt Nam đấy, của Việt Nam đấy. À. Nó nằm ở trên cái đỉnh đồi Ba Đen này, cao 300m và hơn 300m. So với nước biển này à? Ừ, đến từ mặt nước biển lên đấy. Ừ. Thế là hai mét nước thì mình phải lên tầng 3 rồi. Ừ, phải lên tầng 3. Ừ. Em ơi, đi vòng quay mặt trời lên tầng 3 hả em? À, rồi, thế là lại phải đi lên nữa. Đấy rồi. Ồ. Ê, có bạn thấy chưa? Vòng quay đây rồi. Đấy. Thưa các bạn, bây giờ anh em chúng tôi đã đang có mặt ở trên chỗ đúng chân vòng quay mặt trời đây rồi các bạn này. Bây giờ lại phải đứng xếp hàng để đợi các bạn. Nói chung là hôm nay bởi vì nó là cuối tuần rồi, thứ bảy, như là rất là đông khách, hầu như là trò nào cũng đông, không cứ gì trò nào cả, mà nhất là những trò cả đã mạnh còn đông nữa. Hỏi cái mỗi cái này thì chứa được mấy người ạ? 5 người à? Thế mà anh nghe nó hỏi bảo chứ 64 người, anh bảo không biết nét vào đâu. Của mình cao bao nhiêu mét hả bạn? 120 ạ. 120. Đấy là mỗi cái vòng quay này thôi. Còn cái cả cái quả đồ này thì lên phải cao hơn nữa đúng không? Từ dưới kia lên phải cao hơn đúng không? Anh lên đi anh ạ.
sau một hồi chờ đợi bây giờ là hôm nay có mặt ở trên cabin. Mỗi một cabin này chỉ chứa được 5 người, ở đây có 4. Cả rộng đúng không? Mát, lùa mát. Đấy, bắt đầu là đang đi lên rồi này. Đấy, đứng ở trên này. Hình như em cảm giác cái bên treo đảo đúng không? Hả? Thì gió, anh gió nó lung lay. Bên dưới đây là vườn Nhật Bản đây đúng không anh? Đúng rồi đấy. Giờ hồ cá koi đây này. Ồ, đây, bây giờ mình đang lên được đến lưng chừng rồi đây này. Một cửa của vòng quay đây này. Đấy. Vẫn đang lên dần, cái này lên rất từ từ nhá anh nhỉ? Nó từ từ thôi. Đây, nhìn xuống đường này. Ôi trời nắng đẹp anh nhỉ? Ừ. Trời nắng rất là đẹp nhá. Toàn cảnh đường luôn. Ừ, để không có cào mặt thật ý. Bỏ xuống nhỉ? Ý. Kia là đi kia là máng trượt chưa? Nhưng mà chính là kia có không? Là còn lên đến đỉnh dưới này. Các bạn này, lên trên này rất là cao, cao lên càng gió cả mát. Ui, cái view này bão rồi ạ. Gió mà, gió to. Ôi, cả, nhìn kìa. Nhìn hết cả núi luôn này. Đấy. Toàn cảnh vít luôn. Ôi, lên trên này. Mát nhờ. Dù ơi, nhìn xuống dưới nhìn vẽ tí tí đấy. Nhìn xa kìa, xuống xa những cái hộp riêng. Cái sao này cho nhìn xuống dưới rồi. Ý, sợ chưa? Ủa, nhìn người trông như kiểu con kiến. À, đứng ở trên này cảm giác này. Quá đẹp mày ạ. Nó nhìn cái cảnh vịnh Hạ Long và đẹp thật, thành phố Hạ Long nhìn từ trên xuống đẹp. Nhìn cái này là buổi tối này. Mà đi được vào buổi tối cảnh thành phố lên đèn nhỉ, cầu Bách Cháy này mà điện nói đúng rồi, mới là đẹp. Nó đẹp, lung linh cơ. Đấy, bây giờ là mình đi qua vịnh rồi, bây giờ đang sang bên này rồi. Đấy, đây là lại đang sang bên này rồi nhá các bạn ạ. Đấy. Ô, cái bên kia nhưng mình chưa đi kìa. Cái nhà nhà qua cái cầu coi kia là sang kia mình chưa đi đúng không? Rồi rồi, tí tí anh em mình xuống xem nhá. Mình phải sang đấy. Hình như là cái đấy khu nhà huyền bí hay cái gì nhỉ? Khu vườn huyền bí. Khu vườn huyền bí. Ừ. Đấy, đang sắp xuống đến nơi rồi này các bạn này. Chính là cái này là để nó lăn cái vòng quay này đây này. Đúng không? Không rõ đấy nó lai cái gì ở đấy nhỉ? Đấy đấy, nó lai cái vòng. À đúng rồi. Nó lai cái sườn vòng của cái vòng quay này đây. Đúng rồi. Lúc đầu em tưởng bánh răng thôi, ra đó là dốc ô tô. Ừ, mình cứ nghĩ là phải là dùng bánh răng thôi nhỉ. Ờ. Ôi, một lúc. Bao nhiêu phút, bao nhiêu phút nhỉ? Từ nãy giờ. Không thử ăn cho bao nhiêu? Được 10 phút thôi. Chắc được đấy, 15 phút. 15 phút. Thế là từ lúc đi mà cho đến lúc xuống là chỉ tầm 15 phút thôi. À, cảm giác thế nào? Cảm giác nói chung là lên trên đấy cảm giác ngắm rất là thích, tuyệt vời. Mà đấy, mùa này mà cứ ngồi vãi trên đấy được. Gió lùa vâng. Rồi, đã xuống đến nơi. Bây giờ anh em lại đi xuống dưới kia. Bà lái ô tô rồi, ô tô. Anh lái đấy. Hả? Đấy này có xèng đấy, phải mua xèng đấy. Mua xèng cho vào đúng không? Ờ. Ừ. Thế bây giờ mình cứ đi sang bên kia cầu đi. Đi hẳn sang đến hẳn bên kia kìa. Đồ kìa. Sao nào. Bây giờ là anh em ta bắt đầu là đi vượt qua cái cầu này. Kìa, cầu coi kìa. Bây giờ đi sang bên này. Để sang bên cái đồi bên này xem nó là có phải là cái khu vườn huyền bí không. Nhưng mà các bạn. Đấy, đây. Ở đây trên đường là cái hồ này. Đây. Ồ. Oh. Đây, bây giờ mình đi đường này xuống để xem nào. Hồ cá đây các bạn này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang bên này nhá. Đây, mình đi sang bên này xem nó có gì không nào. Đây. Nhà bonsai. Thử vào xem có bonsai nào không. Đi, chúng ta vào đây xem nào. Toàn đá thôi.
Trong mắt mình bây giờ nhìn thấy là toàn đá thôi. Chưa thấy gì cả. Ồ, không có gì. Sao vậy nhỉ? Hay là đây người ta đang làm? Thôi thế giờ ta đi quay sang bên này xem nào. Đây là cái hồ múa rối nước này, ánh trăng này. Đấy, bây giờ mình lại đi tiếp sang bên này xem là nó có cái gì. Tại bây giờ là toàn cái cây cảnh thôi các bạn. Ôi, ôi, nhát. Con cầm nó ném mạnh nữa. Hẩy, hẩy. Hoan hô, giỏi quá. Không phải là anh em tôi vừa sang bên này nhưng mà không có gì các bạn ạ. Bây giờ thì anh em này đi qua cầu coi sang bên kia. Đi xuống dưới kia, xuống chỗ, chân dưới chỗ vòng quay kia để xem có cái gì nữa không. Thì chúng ta lại tiếp tục khám phá tiếp nhé. Xin mời bạn. Giờ anh em chúng ta lại đang chỗ khu bên chân của cái vòng quay này. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ đi vào trong này xem có gì không nào. Vâng, thưa các bạn, vậy là hai anh em tôi đang đi vòng quanh ở dưới cái chân của vòng quay mặt trời này. Đấy, thì ở đây ấy, thì không có trò chơi gì đâu các bạn ạ. Toàn là những cái phong cảnh các thứ để cho mọi người chụp ảnh các thứ đó. Mới lại ngắm cảnh thôi. Chứ không có trò chơi gì. Đây, anh em mình đi lên trên đi. Tôi đi lên trên rồi là đi lên lại tiếp cáp treo Lũ Hoàng. Đúng không? Tiếp tục chuyến xe khứa hồi. Rồi, bây giờ là hai anh em chúng tôi đang di chuyển lên trên để đi cáp treo sang bên kia các bạn ạ. À rồi. Đấy. Đi nhanh kịp chuyến cáp rồi. Không lại phải đợi chuyến sau. Lúc về đông hơn lúc đi. Cái này đến 100 người chưa? Hơn thế nhỉ? Vâng. Như vậy là đã sang đến bên này rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta di chuyển xuống dưới để rồi đi về thôi. Đi. Hả? Hả? Ra ngoài thế nào? Quá khoái, quá xuống. Vui à? Vui. Những cái cảm giác mạnh. Vâng, thưa các bạn, như vậy là hôm nay hai anh em chúng tôi đã có một cái ngày nghỉ cuối tuần, nói là quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, thì hai anh em chúng tôi hôm nay là đi cáp treo Lũ Hoàng đấy, và sang bên núi Ba Đèo. Thì ở bên đó các bạn có cái vườn hồ cá koi và có cầu koi đấy, nhất là có những cái trò chơi là đi máng trượt các bạn ạ. Đấy, nó cứ lúc lắc cảm giác muốn văng ra ngoài đấy, cảm giác rất là thích đấy. Thì hôm nay là có một cái chúng tôi là có một cái cảm giác, nói chung là một cái ngày nghỉ đó quá là tuyệt vời rồi, rất là sung sướng thoải mái. Còn các bạn thì sao, nếu như các bạn mà muốn có một cái ngày nghỉ tuyệt vời như ai như chúng tôi ấy, thì các bạn hãy đến tại sân cua Quảng Linh và trải nghiệm tất cả các cái trò chơi ở đây. Đấy, không chỉ là nguyên cáp treo hoặc là vòng quay mặt trời mà còn có cả công viên nước, rất chi là nhiều các trò chơi nha các bạn nhé, để cho các bạn thưởng thức. Đấy. Còn bây giờ nếu như các bạn mà thấy cái video của chúng tôi hay thì các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để được nhận các video hay nhất của chúng tôi và một cái mới nhất nha các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào các bạn nhé. Ok.